Thi đấu dưới mái che trên sân trung tâm, Carlos Alcaraz đã vượt qua các đợt tấn công dồn dập của Nicola Jarry giành chiến thắng 6-3, 6-7, 6-6, 3-7, 5-6-3 tiếng 56 phút. Tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện được khát vọng và sức mạnh của tuổi trẻ khi đánh bại tay vợt đàn anh người Chile. Trận đấu vô cùng khó khăn, Jarry thực sự giỏi và anh ấy đã chơi rất tốt, Alcaraz nói. Anh ấy xứng đáng đứng trong top đầu thế giới và tôi rất hài lòng với phong độ mình đã thể hiện. Tôi phải tập trung, tôi biết rằng mình sẽ có cơ hội. Điều quan trọng là phải tin tưởng và tập trung trong suốt thời gian của trận đấu. Alcaraz hiện đang có thành tích 43-4 trong mùa giải năm nay và đang đặt mục tiêu trở thành tay vợt trẻ thứ 3 giành chức vô địch đơn nam tại Wimbledon, sau Boris Becker năm 17 tuổi và Bjorn Borg năm 20 tuổi. Hạt giống số 1 sẽ đối đầu với Matteo Berrettini hoặc Alexander Zverev ở vòng 4. Tôi nhớ đã xem rất nhiều trận đấu ở sân trung tâm, Alcaraz nói. Tôi thực sự rất vui khi được chơi ở đây. Sân đấu này thực sự đặc biệt và là một trong những sân đẹp nhất mà tôi từng chơi. Daniil Medvedev đã vượt qua một thử thách sớm khốc liệt từ Martin Fucsovics khi tay vợt người Nga giành chiến thắng 4, 6, 6, 3, 6, 4, 6, 4 trong 3 tiếng 4 phút để tiến bước vào vòng 4. Dưới mái che được đóng kín trên sân số 1, cả hai tay vợt đã làm hài lòng những người hâm mộ cuồng nhiệt bằng một loạt các cú đánh uy lực, các cú bỏ nhỏ sáng tạo và thường xuyên thể hiện các pha đột phá trên lưới. Fucsovics là tay vợt rất khó đối đầu. Sau set đầu tiên, tôi đã chơi quyết đoán hơn ở một số thời điểm và cứu được một vài breaking point. Tôi thực sự rất vui khi giành vé đi tiếp, Medvedev nói. Tôi thực sự muốn thi đấu tốt ở đây. Năm ngoái tôi đã không thi đấu ở Wimbledon và đây là giải Grand Slam tệ nhất của tôi xét về mặt kết quả. Tôi có động lực lớn để thay đổi điều đó. Càng đi xa, các đối thủ càng khó khăn hơn. Tôi hy vọng sẽ thể hiện được phong độ tốt nhất của mình và tận hưởng các trận đấu. Trong nhóm hạt giống hàng đầu thi đấu trong chiều và đêm thứ bảy, hạt giống 5 Stefanos Tsitsipas đã đi tiếp sau chiến thắng 6, 4, 7, 6, 5, 6, 4 trước Laszlo Dia. Hạt giống số 6 Roger Rune có trận đấu đầy khó khăn trước Alejandro Davidovic Fokina, tay vợt người Đan Mạch thắng 6, 3, 4, 6, 3, 6, 6, 4, 7, 6, 10-8 để giành vé đi tiếp.